Thưa quý vị, lớp học ngoại khóa cho trẻ em là một phần không thể thiếu trong khung đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục. Nhờ hoạt động này, các em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, bồi đắp kiến thức và xây dựng tình cảm, giúp các em phát triển toàn diện. Ngoài các chương trình giáo dục ở trường lớp, các hoạt động ngoại khóa điển hình như đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi, người già neo đơn hay tham quan các di tích lịch sử được đa số phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Thông qua những hoạt động thực tế, các em nhỏ với sự đồng hành của cha mẹ sẽ có thêm những bài học, kỷ niệm quý giá. Các hoạt động từ thiện giúp các em học sinh hiểu được giá trị cuộc sống, vun đắp tâm hồn nhân ái cho thế hệ trẻ. Khi mà đi thăm những trẻ em ở mái ấm ấy, thì các con cũng có suy nghĩ thêm về cũng thương cha mẹ nhiều hơn, rồi cũng thấy rằng là mình cũng thật là may mắn bởi vì cuộc sống của mình hiện tại đã là quá tốt hơn so với nhiều người rồi. Vì thế mà các bé sẽ tự nhìn lại mình để có thể học tập tốt hơn, phấn đấu tốt hơn để sau này ngoài cái việc là các bé sẽ có một công việc ổn định thì sẽ biết tự tạo thêm cái giá trị cho xã hội. Mong rằng là những cái việc làm ý nghĩa của mình ngày hôm nay sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn để tổ chức những cái chuyến đi từ thiện và những cái chuyến đi mà thăm bảo tàng để thắp hương cho những vị anh hùng. Hoạt động giáo dục về văn hóa lịch sử được tổ chức dưới hình thức thú vị như tham quan triển lãm, bảo tàng lịch sử, giúp các em có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin chính xác, giúp vun đắp tình yêu với văn hóa lịch sử đất nước. Ngoài ra, tại các chuyến trải nghiệm sẽ giúp học sinh lứa tuổi này có cơ hội phát triển thể chất toàn diện, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc ít vận động đến sức khỏe và sự phát triển.